Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay anh em chúng em đang đi bàn giao một cái cấu hình combo cho anh Bùi Văn Hải đây. Địa chỉ ở xóm 3 Cổ Viễn, Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam đây. Đây, anh Hải đang dẫn đường vào nhà anh Hải. Đây đây, sẽ phải. Vâng, một lát nữa thì bên em sẽ vào đến nhà thì em sẽ quay cho. Vâng, đây anh em đang bê hàng vào để lắp đặt cho anh Hải. Anh ạ. Vâng, sau khi đến nơi thì bên em đã bàn giao và lắp đặt xong cho anh Hải ở Lục Hà Nam. Đây. Đôi loa G2000. Bát 30. Bát 30. Trung 20. Hai chép, một chép giấy và một chép kèn. TV nhà anh thì hiện tại đang ở trên tầng và anh bảo là đến tối thì anh mới bê xuống lắp. Bây giờ em đang lắp tạm và bắt ra bằng Bluetooth của điện thoại. DAC X7 dòng đầy liên bang, được tích hợp đầu giải mã và chế độ AOS này, chế độ nghe nhạc này. Đây là em đang cắt chế độ này và bật lên này. Đường trung chép bát là nâng lên rất tốt. Và một bộ cấu hình như thế này thì bên em sẽ tặng cho bác một chiếc mic không dây. Hai mic nhá. Hai chiếc mic nhá. Các bác có thể nghe thấy cái chất âm của nó, của đôi G2000. Tiếng bát đánh rất sâu, tiếng chép thì rất là sáng, nhuyễn, lời rất là rõ ràng. Trung 20 này. Đôi loa này thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát được. Trưng bày cũng rất là đẹp nhé. Thiết kế một thùng gỗ này, sơn màu vân gỗ này, sơn rất là đẹp. Mặt bên trên thì sơn đen này, sơn đen sần, cái này chống va đập cực kỳ tốt nhé. Trưng bày thì rất là phù hợp với cả của anh.